Bây giờ bắt chim mình giao cho khách mọi người. Trên nè. Dữ ghê. Mình cũng tiết lộ bí mật cho mọi người biết luôn, cái con này là cái con bữa mình chừa trong kia á, rồi mình đem ra đây rồi xong thì mình chốt con này là cho cái anh ở Vũng Tàu. Bây giờ thì xong ha, ok ha, để cho vào thùng đưa nó. Như con này được cỡ 17. Đó là đúng không? Giờ mới có mờ sáng không rồi, mới có 5 giờ mấy, gần 6 giờ. Đúng rồi, 17. Một bảy hơn.